Hello, xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của mẹ con em nha. Ngày hôm nay mình sẽ trình chiếu video cho tất cả mọi người thấy. Đó là cái buổi đi học của Henry và mẹ như thế nào nha mọi người. Đó, và nguyên một cái ngày chuẩn bị của hai mẹ con em như thế nào nha. Thì mời mọi người cùng theo dõi video. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình lại trở lại cái park chơi. Và ngày hôm nay cái park nó có thêm một cái dàn xe đạp. Xe giống như đạp vịt ở bên Việt Nam mình nha các bạn. Nhưng mà nó không có con vịt, nó chỉ có đạp thôi. Rồi á, cái người ta đạp vòng cái hồ này nè các bạn. Đó, các bạn nhìn đẹp không? Bên đây có cái cầu. Đó. Nè con, cá đâu. Đó, khung cảnh đẹp. Có chú này, chú đang câu cá. Ở đâu để mình lại mình xem thử coi. Coi chú có cá không nào mọi người. Đi từ từ, rung. Henry, qua đây, Henry qua đây. Đó. Đó, chú ăn con câu. Đó. Yeah. Cá. Cá. Xem thử có cá không. Có cá không? Ô, có cá nè các bạn. Ô, cá nè. Cá nè. Ý, no, Henry. No. Yêu. Ừ, yêu. Cá gô. No. Giờ tanh lắm con, tanh lắm. No. Cá gô các bạn. Quá trời. No. Yêu. Giờ. Đó. Chú này, chú ngồi chú câu nè. Đây là. Đó, đây là. Mồi câu là trùng cái gì á. Đó. Không cảnh đẹp các bạn ha. Các bạn qua bên đó cũng câu được các bạn. Cái góc bên đó thì mình bữa đó mình thấy cá cũng nhiều lắm. Cá rô thứ đó nó nhiều lắm. Nhưng mà cá rô này á, ăn nó hơi ho cỏ. Câu vui vậy thôi chứ ăn ho cỏ lắm mọi người. Đó, hai người bữa nay vô chơi nha. Nay ở ngoài Phật trời mát, anh ta dẫn con cháu này ra quá trời. Đó, bên đó có cái khu ngồi chơi các bạn. Đi. Đem nó. Đây nè, bên đây nè. Bên đây nè. Nè, leo lên đây. Rồi, leo lên. Leo lên đi. Rồi, đi lên, đi qua đây. Đi. Yeah. Ooh. Đây. Whoa, where did you find that? I'm getting napkin for him because he knows. Where did you find that? Chị kìa. Can you show me where you found those? No, I don't know what he's going to do. Anh anh. Có rất nhiều nít các bạn. Ngày hôm nay ngày mát cho nên người ta chở con người ta ra chơi. Khi đi công viên về thì em mới dẫn trai đi vô chợ. Con trai em đi chợ là mọi người giỏi không? Con trai em giờ đang đi mua sắm luôn. Mua một xe luôn phải không? Bạn thấy không? Quẹo thiếu điều vô đó luôn rồi. Quẹo ra. Bé lái ra. Đó, đúng rồi, quá giỏi nha mọi người thấy không? Xe còn cao hơn ảnh nữa. Bạn hôm bữa mình có quay cái máy pha phê nè. Mà cái máy pha phê của mình nó nhỏ hơn, còn cái này nó nhiều hơn. 12. Rồi cái của mình có 5 mà. Nè, hai cái đúng không các bạn? Đây nó nè, đây máy pha phê nè các bạn. Mở cái loại lớn. À, ở trong đây học miễn phí mà còn được ăn bánh. Uống cà phê. Trà đây. Cà phê luôn để sẵn. Nhà thờ.
Tới giờ giải lao được ăn bánh mọi người. Bánh mông lan. Này thấy nè. Cà phê. Cà phê Mỹ. Này có trà. Đây cái pha hả? Đây cái pha nó đổ vào đậu nếp vào uống trong này à. Đây có cà phê đúng không các bạn? Em tí cà phê vào. Đường. Nó chua. Cà phê, trà. Hôm nay là được một món bánh mới các bạn ơi. Yeah. Mỗi ngày một món. Hôm nay các học sinh được ăn món này mọi người. Hôm nay tiếp tục có bánh ăn các bạn ơi. Này. Từ khui nè. Dạ nó dướng chị anh, dạ anh dướng chị anh. Nào các bạn, để đây, mở nó cắt lại đi. Hello mọi người, ngày hôm nay em sẽ trổ tài nấu mì Ý để đem vào lớp của mình và ăn mừng nghỉ hè nha mọi người. Đây em sẽ không dùng nấm nhưng em dùng cần. Đây cà hành tím với hành tây em xào lên chung với thịt heo và thịt bò, hai cái em xào chung với nhau này các bạn. Sau đó thì em sẽ đổ cà vô cho nó nhiều nha, rồi chút xíu nó gần chín cái bắt đầu mình đổ hộp cà vô đó các bạn, đổ cà là cho nó nhiều cái tí cà nha, chín à. Khi cà chín thì mình sẽ đổ cần vào nha các bạn. Cùng sẽ là cái hộp súp bê rê gia đình nha. Đó, đổ vô. Cái này mình sử dụng hai hộp nó mới đủ. Tại mỗi khi là mình mua cái bình bự á thì mình chỉ cần một hộp thôi. Nhưng mà bây giờ cái bình nhỏ này mình sẽ sử dụng hai hộp. Ở trong đây nó vẫn còn các bạn. Bây giờ mình đổ chút xíu nước vô mình tráng. Tận dụng nha mọi người. Đó, rồi xong. Bây giờ trộn cho nó thật đều lên và cho nó sôi thêm một lần nữa. Cái bắt đầu mình đem nếm lại cho nó vừa ăn là bắt bếp xuống thôi mọi người. Cái này á, ở ngoài chợ người ta sẽ không có xào thịt nhiều như vậy đâu. Nhưng mà cái này mình ăn ở nhà mình làm cho chất lượng á các bạn. Mình để thịt heo, thịt bò vô quá trời, các bạn thấy thịt quá trời đúng không? Hơi lỏng, mình sẽ nấu cho chút xíu cho nó đặc lại. Hôm nay em đi sớm và dẫn Henry theo cho Henry chơi trong lớp luôn mọi người. Cho nên giờ chưa có ai hết, anh Đức Thành anh quậy cái bảng rồi mọi người. Và tới khoảng tầm học một tiếng đồng hồ sau thì bắt đầu mình mới đem đồ ăn ra mình ăn. Cho nên cái lúc đó mình không có quay video lại cho mọi người xem, mà mong mọi người thông cảm ha. Và sau khi mà vô lớp một chút xíu thì anh đã quen với lớp rồi. Và cô giáo cũng cho một mớ đồ chơi ngồi chơi nè các bạn. Rồi bắt đầu rất là ngoan cho đến khi hai mẹ con đi về luôn. Và video của mẹ con em đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em nha. Bye bye.